Thưa quý vị và các bạn, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ từ hôm nay cho đến ngày thứ sáu cuối tuần được nhận định là tiếp tục nhiều mây. Những cơn mưa vẫn lặp lại rải rác trong ngày, nhất là tại các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Mưa dông lượng khá vẫn có thể xuất hiện do hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao còn duy trì. Còn tại phía Đông Bắc Bộ, chủ yếu là những cơn mưa nhỏ. Trong ngày có những khoảng gián đoạn mưa, phần nào cải thiện tình trạng đường xá ẩm ướt. Về nhiệt độ, do còn duy trì tình trạng nhiều mây nên nhiệt độ trên toàn khu vực tuy có tăng nhưng mức độ tăng chậm. Mức nhiệt cao nhất ngày mai là từ 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc phổ biến là 23 đến 26 độ. Sang đến ngày mùng 10 thì nhiệt độ tăng lên là 23 cho đến 25 độ ở phía Đông và 24 đến 27 độ ở phía Tây, khu Tây Bắc có nơi cao hơn. Thưa quý vị, chúng ta đang trong những ngày thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Trời vẫn mưa ẩm, do vậy quý vị hãy vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, giữ nhà luôn khô thoáng để hạn chế sự lây lan của virus, vi khuẩn. Đồng thời tăng cường dinh dưỡng, bổ sung rau xanh và trái cây tươi để bảo vệ sức khỏe. Tiếp tục với tình hình thời tiết. Trong 2 ngày tới, những cơn mưa vẫn còn tiếp diễn ở khu vực Bắc Trung Bộ và có xu hướng tăng nhẹ ở khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ, có nơi còn có dông. Lượng mưa được dự báo là không lớn, chủ yếu ở mức từ 5 đến 15mm. Tuy nhiên, do có mưa ẩm nên trong 2 ngày tới nhiệt độ tại đây không cao. Mức nhiệt cao nhất ngày từ 23 đến 26 độ ở khu vực Bắc Trung Bộ và 26 đến 30 độ là mức nhiệt tại khu vực Trung Trung Bộ. Sau đó đến ngày mùng 10 khi hệ thống gây mưa suy yếu thì mưa giảm xuống diện vài nơi, nhiệt độ có xu hướng nhích nhẹ dần trở lại. Riêng tại các tỉnh từ Bình Định kéo dài đến Bình Thuận trong 3 ngày tới, thời tiết chủ yếu là ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ ở mức là 30 đến 33 độ. Điểm dừng chân cuối cùng là các tỉnh phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mùng 8 và ngày mùng 9 có khả năng xuất hiện một đợt mưa dông trái mùa, cục bộ có điểm mưa vừa. Tổng lượng mưa cả đợt được dự báo phổ biến trong khoảng là từ 20 đến 30mm. Trên nền nhiệt độ đang cao lại chuyển thời tiết mưa dông, do vậy bà con nơi đây cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm như là sấm sét, tố lốc và gió giật mạnh. Sau đó đến ngày mùng 10 thì mưa giảm nhanh, nhiệt độ lại tăng trở lại khoảng từ 1 đến 2 độ, gia tăng số điểm nắng nóng tại khu vực các tỉnh thành Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Khu vực phía Tây Bắc Bộ từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng ngày mùng 9 có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 20 đến 23 độ, khu Tây Bắc là 23 đến 26 độ. Đến ngày mùng 10 thì nhiệt độ đạt ngưỡng là 24 đến 27 độ, có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, riêng đêm ngày mùng 8 và ngày mùng 9 có mưa và mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới lần lượt là 20 đến 23 độ, 21 đến 24 độ và 23 cho tới 25 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày mùng 8 và ngày mùng 9, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Ngày mùng 10 có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ ở phía Bắc và 26 cho đến 29 độ ở phía Nam khu vực. Đến với các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày mùng 8 và ngày mùng 9, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mùng 10, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ trong 2 ngày tới dao động từ 30 đến 33 độ. Đến ngày mùng 10 thì nhiệt tăng nhẹ lên mức là 31 cho đến 34 độ. Lên đến khu vực vùng cao Tây Nguyên, ngày mùng 8 và ngày mùng 9 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mùng 10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ trưa chiều ở mức là 31 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày mùng 8, ngày mùng 9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trưa chiều dao động ở mức là 31 đến 34 độ. Ngày mùng 10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ từ 33 cho tới 36 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới lần lượt là 21 đến 23 độ, 22 đến 24 độ và 23 cho tới 25 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có mưa vài nơi, gió hoạt động ở mức cấp 4, cấp 5.
Khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa, trời phổ biến là ít mưa, ngày nắng, gió ở mức cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km nên ít gây trở ngại để các hoạt động hàng hải. Thưa quý vị, sang đến ngày hôm nay, khối không khí lạnh cùng với hội tụ gió trên cao đang có dấu hiệu suy yếu dần và di chuyển ra phía đông. Tuy nhiên, do không khí lạnh lệch đông nên sẽ đưa nhiều hơi ẩm vào đất liền. Vì thế mà khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù về đêm và sáng, đặc biệt là ở vùng ven biển. Nhiệt độ trên toàn khu vực bắc bộ có xu hướng tăng chậm dần nhưng vẫn ở ngưỡng trời rét. Với khu vực Trung Bộ, dự báo trong ngày hôm nay, dọc theo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trở vào đến tận Thừa Thiên Huế, mưa nhỏ và sương mù cũng sẽ xuất hiện vào đêm và sáng ở khu vực phía Bắc, trời rét vào thời điểm này. Nhiệt độ tăng nhẹ so với những ngày vừa qua, với mức nhiệt trưa chiều vào khoảng 21 đến 24 độ. Riêng Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ vào khoảng là 25 cho tới 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận và Bình Thuận ngày hôm nay trời có nắng vừa phải và nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng 29 đến 32 độ. Tuy nhiên, từ đêm ngày 7 sang đến sáng ngày 8 tháng 4, do quá trình lấn vào của áp cao cận nhiệt đới trên cao nên mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Đây có thể là những cơn mưa vàng tại khu vực này trong thời kỳ khô hạn vừa qua. Tuy vậy, người dân cần hết sức đề phòng dông mạnh có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay, thời tiết vẫn có nắng từ sớm. Nhiệt độ cao nhất trên cả hai khu vực này phổ biến ở mức là từ 32 đến 34 độ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ thì có thể vượt ngưỡng 35 độ. Đến chiều tối và đêm, khu vực ven biển miền Tây có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Sang đến ngày 8 tháng 4, mưa dông có thể tăng hơn về diện trên khu vực và làm cho nền nhiệt độ giảm hơn, nắng nóng cũng theo đó suy giảm đáng kể. Đây là tín hiệu đáng mừng để người dân có thể cải thiện phần nào tình trạng khô hạn diễn ra quá gay gắt trong thời gian dài vừa qua ở khu vực này. Tuy nhiên, người dân cần hết sức đề phòng với dông mạnh có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội trời khá nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn cùng với sương mù vào sáng sớm và trời còn rét vào thời điểm này. Đến trưa chiều thì nhiệt độ tăng dần lên mức 20 đến 22 độ, sau đó nhiệt độ còn có khả năng tăng nhẹ thêm mỗi ngày. Thời tiết dần tốt trở lại nên sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời, nhưng người dân vẫn cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ngày hôm nay, thành phố Cảng Hải Phòng cũng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ còn ở ngưỡng trời rét vào sáng sớm. Trưa chiều thì trời giảm mưa hơn và nhiệt độ cũng tăng dần lên mức là 20 đến 22 độ. Thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động giao thông ở trong đất liền và cả các hoạt động hàng hải ở thành phố Cảng. Thành phố biển Đà Nẵng vào buổi sáng hôm nay trời còn nhiều mây, tuy nhiên đến trưa chiều thì trời nắng ráo trở lại với nhiệt độ ở mức là 29 đến 31 độ. Tuy nhiên, đến chiều tối và đêm, do tác động của hệ thống khí quyển tầng cao gây nhiễu động không khí, do vậy mà mưa dông có khả năng xuất hiện trên khu vực. Bà con cần đề phòng dông mạnh có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đến với thành phố Đà Lạt, ngày không mưa, sáng sớm và đêm nhiệt độ ở mức từ 14 cho tới 16 độ, còn trưa chiều thì nhiệt độ sẽ tăng lên và dao động từ 23 đến 25 độ. Khoảng chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông. So với các nơi khác ở khu vực Tây Nguyên thì nhiệt độ ở đây thấp hơn hẳn so với các nơi khác ở vùng lân cận. Người dân nên lưu ý đến việc mặc đủ ấm cũng như là mang khẩu trang để bảo đảm sức khỏe trong thời kỳ dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay, trời có nắng từ sáng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều vào khoảng 34 đến 35 độ. Tuy nhiên, về khoảng cuối ngày thì khả năng mây dông phát triển và có thể mang đến những cơn mưa rào cho thành phố. Sau đến ngày 8 và ngày 9 tháng 4 thì những cơn mưa rào và dông vào chiều tối và đêm có thể lặp lại. Người dân cần đề phòng dông mạnh có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Cần Thơ, mưa rào và dông cũng xuất hiện vào thời điểm chiều tối và đêm ngày hôm nay. Ban ngày trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều, dao động xung quanh ngưỡng 34 độ. Dự báo sang đến ngày 8 và ngày 9 tháng 4 thì những cơn mưa rào và dông có thể lặp lại trên khu vực. Đây cũng là những cơn mưa trái mùa đang rất được mong đợi khi mà khô hạn và xâm nhập mặn đang diễn ra khá gay gắt trong thời gian vừa qua. Tuy vậy, người dân cần đề phòng dông mạnh có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.